Xin chào tất cả các bạn đã đến với video của Ngoan ngày hôm nay. Mùa đông là một thời tiết hanh khô và độ ẩm nó thấp sẽ làm cho da của chúng ta dễ bị bong tróc và khô ráp. Và vì vậy hôm nay Ngoan làm video này sẽ hướng dẫn cho các bạn là hai loại mặt nạ để giúp cho các bạn đắp lên để giúp da chúng ta được cấp ẩm và căng mịn. Thì ở đây Ngoan có các nguyên liệu như sau. Ở đây là nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong, hay còn gọi là saron ngâm với mật ong. Và đây là hũ sữa chua không đường. Còn đây là saron nhị hoa nghệ tây dạng sợi. Và trước hết, để chúng ta đắp mặt nạ thì Ngoan sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cách để chúng ta rửa mặt bằng nước ấm nha. Vì sao trước khi đắp mặt nạ thì chúng ta nên rửa mặt bằng nước ấm? Bởi vì nước ấm sẽ giúp cho da của chúng ta nó nở lỗ chân lông, sẽ giúp cho các bạn là đắp mặt nạ được thấm hút một cách là nhanh và hiệu quả nhất. Và các bạn lưu ý là đối với nước ấm mà chúng ta cần sử dụng trên da mặt thì các bạn nên dùng tay thử trước để tránh làn da của chúng ta bị bỏng nha. Thì các bạn dùng tay, nếu mà tay của các bạn cảm thấy là nó ấm và nó đủ cái độ mà nó an toàn cho da của mình thì các bạn hãy dùng khăn và chúng ta thoa lên một lớp. Nói chung chúng ta làm cho da của chúng ta nó rửa sạch bụi bẩn và cũng như là nó giúp cho lỗ chân lông của chúng ta được nở ra nha. Thì ở đây Ngoan sẽ nhúng cái khăn. Các bạn chỉ cần là làm sơ qua thôi, không đến mức mà chúng ta làm da của chúng ta mạnh quá thì sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta nha. Chúng ta chỉ làm một cách nhẹ nhàng thôi. Chỉ cần là làm cho cái da của chúng ta nó được sạch và nó nở lỗ chân lông ra là được hả. Tiếp theo là chúng ta pha cái hai loại hỗn hợp nhị hoa nghệ tây và cái sữa chua không đường nha. Hợp sữa chua không đường nha các bạn, chúng ta nên dùng sữa chua không đường. Và chúng ta lấy một ít vừa đủ để đắp mặt của chúng ta thôi, còn cái phần còn lại thì chúng ta để vào tủ lạnh. Tiếp theo thì các bạn dùng cái nhị hoa nghệ tây như thế này, dạng sợi như thế này, và để như các bạn dùng nhanh hơn thì các bạn dùng kéo để chúng ta cắt các sợi nhị hoa nghệ tây này ra nha. Cái sợi này rất là tốt và hàng này là hàng chuẩn nha, loại Super Neogen nha các bạn. Chúng ta dùng nhíp để chúng ta gắt. Thì các bạn có thể dùng 5 đến 6 sợi nhị như thế này nè, 5 đến 6 sợi nhị. Các bạn sẽ thấy cái màu nó rất là đẹp và đỏ nha, không có bị vỡ vụn gì hết. Đây là loại chất lượng nha các bạn. Đây. Và sau đó chúng ta, các bạn nếu để lâu hơn thì các bạn khỏi cắt. Còn ở đây thì Ngoan dùng kéo để Ngoan cắt nó ra nha, để cho Ngoan làm nó nhanh hơn thôi. Chúng ta cắt một ít ra cũng được như thế này. Đó. Cho nó đều nhau nha các bạn. Trộn cho nó đều nhau. Và Ngoan để tầm khoảng cho nó là khoảng 3 đến 5 phút để nó ra cái dược chất nha. Tại vì ở đây Ngoan cũng đã cắt nó nhuyễn ra bớt rồi đó các bạn. Và loại mặt nạ thứ hai đó là nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong, hay còn gọi là saron ngâm với mật ong. Và ở đây thì Ngoan chỉ lấy vừa đủ đắp thôi, Ngoan lấy một muỗng thôi các bạn. Chúng ta không nên lấy nhiều quá nha, lấy vừa đủ để chúng ta đắp thôi. Mật ong thì các bạn đã biết đây là một loại dưỡng chất thiên nhiên, nó có tác dụng đó là nó kháng khuẩn, chống viêm. Đối với những bạn nào mà bị da bị mụn hoặc là bị thâm thì nó cũng sẽ giúp làm mờ các vết thâm, sẽ giúp chúng da chúng ta sáng. Ngoài ra thì nó có chứa cái thành phần đó là dưỡng ẩm, nó sẽ cấp ẩm cho làn da của chúng ta, giúp da của chúng ta đàn hồi tốt và giúp cho làn da của chúng ta là mịn màng hơn. Và với cái sản phẩm này, mặt nạ này đắp rất là tiện lợi nha các bạn. Các bạn chỉ cần là rửa mặt bằng nước ấm cho nó sạch, và sau đó chúng ta chỉ cần lấy cái cọ hoặc và chúng ta, hoặc là các bạn có thể dùng tay chúng ta thoa lên mặt thôi. Chúng ta thoa lên mặt và các bạn để là thời gian mà chúng ta rửa thì là khoảng tầm 10 đến 15 phút. Sẵn tiện đây có hai loại
mặt nạ đó là saron ngâm với mật ong và sữa chua không đường với saron thì Ngoan sẽ đắp luôn hai bên mặt, một bên là Ngoan sẽ đắp nhĩ hoa nghệ tây ngâm với mật ong và một bên thì Ngoan đắp là sữa chua không đường với nhĩ hoa nghệ tây nha. Và để Ngoan lau cái lúc nãy Ngoan lỡ đắp bên đây. Đây là một loại dưỡng chất rất là tốt cho da của chúng ta nha, các bạn cứ yên tâm mà đắp nha. Và các bạn đắp khoảng 2 tuần trên lần. Còn nếu mà vào mùa hanh khô như thế này thì chúng ta có thể đắp thường xuyên hơn, 2 ngày chúng ta đắp một lần nha. Rồi, đây là chúng ta đắp được một bên rồi nha. Thì các bạn có thể đắp lên cái trán nữa cho nó, đắp lên cái chén nè, đắp đầy đủ hết luôn nha các bạn. Rồi sau khi đắp xong thì cái phần mà nhị hoa nghệ tây với là sữa chua không đường ở đây nó cũng đã tan rồi. Ngoan dùng tay thôi, các bạn cũng có thể dùng tay vẫn được nha, chúng ta cũng có thể dùng tay nè. Nó đã ra như thế này nè các bạn, nó ra màu vàng như thế này nè. Bởi vì nhĩ hoa nghệ tây á, các bạn nó cũng chứa cái thành phần là dưỡng da, nó giúp cho da của chúng ta sáng lên nha. Các bạn có thể ngoài việc đắp mặt nạ thì nhĩ hoa nghệ tây thì các bạn cũng có thể dùng hàng ngày để giúp cho da của chúng ta là sáng và giúp cho các bạn thải độc cơ thể và giảm mụn nữa nha. Đây. Còn ở mùa đông thì chúng ta đắp như thế này vừa giúp cho da của chúng ta nó mịn mượt và nó cấp thêm cái nước ẩm cho da của chúng ta không bị bong tróc, và thêm nữa là da của chúng ta được sáng và nó giúp thêm nữa là nó giúp cho da của chúng ta là bớt thâm và giảm mụn nữa nha. Sau khi chúng ta đắp mặt nạ xong thì các bạn để khoảng 10 đến 15 phút và các bạn nằm thư giãn, nhớ là đừng có ngủ quên nha. Sau đó thì chúng ta rửa lại bằng nước sạch nha. Các bạn có thể là đắp một trong hai cái loại mặt nạ mà Ngoan vừa hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn thấy cái loại nào phù hợp thì các bạn dùng cái đó. Và các bạn có thấy cái video này hữu ích để giúp cho làn da của các bạn là được cấp ẩm tốt, da của các bạn ngày càng trắng sáng và cũng giống như là da của các bạn là chống lão hóa mịn màng, thì các bạn thấy hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh giúp Ngoan nha.